Cùng đến với chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đây là một cái chương trình trò chuyện mà không hẳn là trò chuyện đâu, bởi vì những cái nhân vật khi mà đến đây, họ có thể là anh quay phim, có thể là những người ở phía sau hậu trường, hay có thể là một cái người buôn bán ở ngoài đường, hoặc là ở đâu đó trong tiệm tạp hóa, hoặc là ở một trung tâm siêu thị nào đó, nhân viên văn phòng. Tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề đều có thể mời đến đây và trò chuyện cùng với quý vị khán giả. Bởi vì sao ạ? Tất cả những vấn đề của họ khi mà được bàn thì vấn đề nào cũng quan trọng. Trong cuộc sống này có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải bàn tính với nhau và giải quyết như thế nào, thì như thế nào để mà cho tốt nhất, như thế nào để cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn, và như thế nào là trọn vẹn hơn. Thì Chuyện Họ Chuyện Mình không chỉ là những nhân vật ngồi ở đây, mà như mong là quý vị khán giả sẽ dành thời gian đến với chương trình để mà nhìn ở đâu đó chúng ta sẽ thấy mình ở trong đó và có thêm kinh nghiệm nữa. Như sẽ chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết là trước mặt mọi người đó là đôi dép của Như nè. Và khi mà đến với chương trình này thì mỗi người sẽ bỏ đi tất cả giày vớ, những đôi dép cao, những đôi giày tây, hay cả những cái đôi dép đi ngoài của mình, mà đến đây và mang đôi dép nhẹ tên như thế này để làm gì? Gác bỏ những buồn lo, để chúng ta không còn muộn phiền nữa. Chúng ta ngồi đây nói thật với nhau, nói thiệt với nhau những cái khó khăn mà chúng ta đang có. Và hôm nay khách mời đặc biệt mà chương trình muốn mang đến cho quý vị khán giả, một người em, một người bạn. Và cái sự linh hoạt cũng như là không cần giới thiệu nhiều đâu, tại vì anh ấy đã khác rồi, anh ấy khác xưa rồi. Anh ấy không còn vô tri, không còn những cái biểu hiện mà làm cho mọi người tưởng là một đứa trẻ nữa. Đã trưởng thành hơn xưa, xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Duy Khánh. Bình tĩnh nè, bình tĩnh. Chương trình nói sao? Không. Sao? Chương trình nói sao? Nói tới đây là phải đàng hoàng nghiêm túc, nhớ không? Nhưng mà em nói với mẹ làm sao? Sao? Em nói là thời gian qua em không có xô. Em chỉ có ở nhà, em lướt mạng xã hội, em đọc tin tức và em thấy là anh em, bạn bè, đồng nghiệp của em đi làm rất là nhiều. Rồi em bị xúc động. Không, em bị tủi thân. Thì em đi về luôn đi. Nếu như không, mà em cảm thấy chương trình, em chưa sẵn sàng để đến với chương trình đó, em cảm thấy là nó có nhiều va vấp quá, thì em có thể đi về, tại có người thay em. Em bị tủi thân bởi vì em không có nhiều cơ hội như mọi người, giữa cái dòng đời quá nghiệt ngã, trong giai đoạn bị suy thoái kinh tế, em gần như là bế tắc. Và em biết được format của chương trình của mình là Chuyện Họ Chuyện Mình. Rồi. Em chẳng cần biết họ là ai, nhưng em biết em có quá nhiều những câu chuyện ẩn chứa bên trong. Và xin lỗi, có thể là mọi người nhìn em, mọi người cảm thấy là em lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, nhưng không, bên trong em là cả một tấn bi kịch. Đó là một tấn bi kịch. Và chẳng biết nói gì hơn, ngày hôm nay thật sự em cảm thấy rất vui lại khi mà lại biếu văn thì sao mà chẳng biết nói gì hơn. Ok, quay lại chương trình thôi, thì chẳng biết nói gì hơn thì nãy giờ chương trình chưa đi đâu cả. Dạ vâng, em cũng chẳng đi đâu cả, mọi người vẫn còn ở đó đúng không ạ? Vâng, và lời đầu tiên cho Duy Khánh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Ngày hôm nay Khánh tới đây với tư cách là khách mời, thì Khánh cũng rất là vui khi gặp lại chị Khả Như, và hy vọng là sẽ được lắng nghe những câu chuyện thật là hấp dẫn, thú vị đến từ khách mời ngày hôm nay. Và nếu mà lỡ may mắn mình có những cái sự đồng cảm thì mình cũng có cơ hội được giải bày những cái chất chứa trong lòng của mình ra. Vâng ạ. Khách mời đầu tiên là em luôn á. Chương trình muốn giải quyết em, muốn mổ xẻ những cái tấn bi kịch. Vâng, vậy thì không chần chờ gì nữa mà không ngồi xuống để mà cùng hàn huyên với nhau nào. Chào chị. Chào em. Chương trình đến đây là... Đúng là một chương trình chữa lành mới vừa vào thôi, em đã có cảm giác nực cười. Dạ vâng, em muốn cười phá lên. Vâng, và em cảm thấy là em hoàn toàn thoải mái khi tới đây. Em có thực sự thoải mái không? Nãy chị thấy em mang đôi giày hiệu tới và mọi người bắt em phải tháo ra và mang đôi dép lông. Em cự chương trình. Hồi nãy em kêu biên tập ra ngoài sân giải quyết. Em đang có một thắc mắc, em có thể hỏi không ạ? Em hỏi đi. Dạ vâng, theo em được biết thì cái này là để làm gì ạ? Cái này để ôm á, em chọn màu gì? Em chọn màu xanh dương. Em chọn màu xanh dương á.
còn xem Dương đâu. Em ôm chị. Em tự ôm em đi. Ok. Nhưng mà cho em hỏi còn cái ghế này là ai sẽ ngồi ở đây ạ? Cái ghế này sẽ là một nhân vật đặc biệt mình cần nói chuyện. Nhưng mà nãy giờ tại vì em tới đây nó có quá nhiều vấn đề cần phải nói nên thành ra chị không có gặp nhân vật đặc biệt được. Ý, chị nghe tiếng gì chưa? Quý vị khán giả, trước khi chúng ta gặp nhân vật đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vài phút giải lao nha. Chính xác là như vậy. Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Và đây là Khá Như và đó là Duy Khánh. Chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật đặc biệt. Trước tiên, em ơi, phụ chị. Nghe đi. Em nghe thích tình tan. Cái này là cái gì vậy chị? Cái này là chiếc hộp bí mật. Ở bên trong có rất là nhiều thứ bí mật. Bí mật đó là gì hả chị? Đúng rồi. Chúng ta mở bí mật là gì cũng đúng rồi, làm sao trời. Chúng ta cùng mở ra để coi. Bị học thuật á. Bị không? Bị dẫn chương trình học thuật á. Không, bị kịch bản. Bị kịch bản. Bây giờ mở ra không? Mở đi. Bây giờ nếu như mà mình làm mở ra là mình đúng kịch bản, giờ mình không mở luôn. Đúng. Ê, chị em mình nổi tiếng là phá cách mà. Đúng rồi. Thì mấy cái chương trình trước á, nhờ phá cách người ta đâu mời mình nữa. Nhớ không? Rồi mở nha. Giờ mở nha. Ok, 1, 2, 3. 2, 3. Wow. Đây. Rồi, lát thư bạn đồng. Vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay, không biết là quý khán giả. Mẹ đi đâu vậy? Về. Sao vậy? Không điên quá. Chị bạn đọc mà đúng không? Không phải bạn đọc. Cái này là gợi ý của chương trình về nhân vật xuất hiện. Và đây là gợi ý của nhân vật đặc biệt. Xin phép nhé. Gặp truyền cảm nha, tại nghĩ là nếu mà là nhân vật đặc biệt thì chắc là sẽ có một cái câu chuyện rất là đặc biệt luôn á. Nhiệm vụ của mình là khi mình nghe cái gợi ý này mình sẽ đoán nhân vật đó là ai. Em chuẩn bị tập trung hết trí não mà em có đó. Ok. Trời. Ha ha. Chị ơi, đọc đi, đừng có cười. Chị đọc đi. Đừng có cười. Không, cười bị vô hồn á. Cười phải có cảm xúc từ bên trong. Ha ha. Đọc đi. Chạy em mái sẽ phép phá cách cái dòng ha ha này. Không, bạn ghi có 6 chữ ha ha rồi chị cười bị 8 á. Biết sao thì bị mắc cười quá. Bị nực cười. Tự nhiên cười theo thơ Lục Bát chi vậy trời. Rồi kìa. Kìa. Ê, cho em đọc chung đi. Đọc chung đi vui. Kìa. Chị Khánh Như đừng cười như vậy. Đi qua anh kia cho đỡ quê. Đi qua anh kia đi. Ha ha. Không phải là tiếng hiệu ứng âm thanh đâu mà là tên em đó. Oh. Tên của bạn này là ha ha. Ê, ha, tên này ha. Nghe năng lượng tích cực nha. Ừ. Ê, nó nghe nè. Vậy em hiểu rồi. Em là cô giáo nha. Bây giờ sẽ đến giờ trả bài. Bây giờ cô mời đi lên trên đây giải cho cô phương trình này. Tại sao vẫn chưa lên? Ê, vậy là cô chắc là bị đau họng á. Hiểu không? Cô phải cười cả ngày vậy hả? Trời ơi, nãy giờ mới có 2 câu rồi Khánh. Chị lại em. Xin chào mọi người, chào chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Em tên là Phương Hà, đã sống 30 năm cuộc đời, thật chăm chỉ và cố gắng. Nên đến bây giờ em cũng có chút thành quả đáng tự hào cho bản thân. Em tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa và hiện cũng đang là giảng viên về bộ môn cô giáo nha. Giảng viên về bộ môn này tại một trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời em cũng là một biên kịch, một diễn viên và một nhà sáng tạo nội dung với hơn 3,7 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Xịn quá. Chị có 370 nên chị không biết. Em có 1.1 triệu à, cả năm trời chưa lên được 1.2 triệu. Chị ta kinh tế nó suy thoái luôn cái follow. Em đã tự biên ra một vũ trụ cuộc sống của riêng mình với bản thân em, sẽ sắm vai nhiều nhân vật trong đó. Nhưng càng ngày em thấy khán giả lại càng thích bản thể của em trong vũ trụ đó hơn chính em ngoài đời. Em phải làm sao đây? Ký tên. Ê, lại có sự đồng cảm rồi. Chưa đọc xong câu cuối nữa. Ký tên. Đang khóc. Em đọc coi. Ký tên ha ha đang khóc hu hu. Hay ha. Vậy là cái bản thể của bạn này là có một bản thể, không là ngoài bạn ha ha ra còn một cái bản thể của bạn nữa là hu hu. Đúng rồi. Trời, em đoán được ai không? Em đoán không lầm thì em có xem rất là nhiều các video clip của bạn này. Nghe mèo nói thì em không biết là có phải bạn đó không, nhưng mà nếu mà vậy thì em rất là vui bởi vì em muốn gặp bạn. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón nhân vật ngày hôm nay của chúng ta. Ha 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 ha.
dài chỗ không có ngồi đó. Không, khùng, mới giới thiệu xong mà về. Không phải là giường nằm với coi rạp. Dạ dạ thôi, vậy bạn qua đây ha, để dạ, lấy mình cho dễ. Dạ, ok ạ. Rồi, chào bạn đến với chương trình, bạn giới thiệu nha. Em xin chào chương trình Chuyện Khó. Em lại. Em xin chào chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Dạ, em tên là Ha Ha và tên thiệt của em là Trần Mỹ Phương Hà. Em xin chào chị Khả Quang. Ủa, chị Khả Dương. Chị Khả chị, em không, biết chị nhưng Khả mà em đùa. Đỡ, đỡ hơn bi quan, đi vô đây ngồi đi. Còn đây là gì? Vi Tâm. Vi Tâm. Ê, muốn vô bên trong kìa. Chị. Ê, muốn nghe cái gì vậy? Cái gì? Tiếng bên trong phải không? Không phải, em chỉ muốn nghe kiểu gọi là... Mà em ơi, yếu văn quá, đi về giùm chị đi. Nói cái gì cũng thiệt á. Mà... Em xin chào chị Khả Như và anh Duy Khánh. Ok. Em đùa cho vui đó thôi. Vui dạ. Mà chị Khả Như vui. Em xin phép ngồi ạ. Ngồi đi cưng. Dạ. Rồi, hôm nay rất là vui khi mà được gặp Ha Ha. Dạ. Và cũng như là những bản dạng hu 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 he khác tới đây. Thì chị Khả Như không biết là chị có coi clip nào của bạn ở trên... Có, yeah. Chị có xem bạn, yeah. Thật sự không ạ? Thật sự luôn, thật sự chị ví có xem ạ. Ví dụ nha, chị thấy em hay giả trai lắm. Đúng rồi. Em hay làm con trai mà chị còn tưởng em là con trai luôn á. Hồi nãy em có viết một cái tâm thư. Đọc rồi, nãy giờ cả nước đọc dạ, rồi. Và tâm thư đó là em có bày tỏ em đang có một cái chuyện, một cái vấn đề tế nhị, buồn. Buồn à. Dạ em đã thấy mọi người cười hớt hải. Không không, có mọi người, ê, không có lôi qua đũa cái nắm vậy, chỉ có chị Khả Như cười thôi. Tua lại giùm em, tua lại giùm em. Em cười lớn nhất luôn á Khánh. Em có bằng chứng hết Khánh. Nhưng mà thật sự thì cái vấn đề của em là chị có thấy trên mạng xã hội có rất là nhiều người dạo gần đây luôn. Tình cờ thì có một người bạn của chị cũng chia sẻ về em và nói là rất là thích cái nhân vật của em. Dạ. Rất nhiều người thích. Thì cái vấn đề của em gặp phải đó là... Đó là rất nhiều người thích. Mèo dặn em không có được làm gì khách mời mà sao mèo đắng khách mời. Đừng có cảm vậy. Chị mèo, bình tĩnh nghe nói đi chị mèo. Chị mèo. Tức quá. Chứ cái đánh không có đào. Sao mày vô tôi diễn tức hơn mình vậy? Không có. Đây không phải diễn, em hoàn toàn là thổ lộ chân thật nè. Bây giờ em mang đến đây là mang đến chuyện buồn. Nhưng mà nguyên nhân buồn là tại vì nhiều người thích. Em có hai vấn đề. Nãy giờ 45 phút trôi qua chưa biết vấn đề nó là gì luôn. Nó nói chuyện buồn, nó trừ luôn rồi. Hôm nay em đến đây với tên thật là Trần Mỹ Phương Hà và giới tính nữ. Em xin tâm sự với mọi người hai chuyện buồn. Chuyện đầu tiên là chuyện buồn. Chuyện thứ hai là chuyện rất buồn. Không biết là anh chị muốn nghe chuyện nào trước. Thì ơi, vẫn chưa nói được chuyện với bạn. Kể thứ tự đi, kể alpha B đi. Vậy em xin phép kể chuyện buồn trước. Ok, tuyệt vời. Thì vào cái thời gian mà em mở cái cửa tiệm cà phê thứ hai ở trên trên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì không biết là anh chị có ghé qua chưa. Chưa. Cái tiệm cà phê chạy dữ với em. Thì mở cái đó ra thì mọi người biết đến tiệm cà phê có nhân viên mà đúng không chị? Dạ. Thì em với bạn em làm bông tím á, thì kiểu mình cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm, có chút xíu thôi. Thì nhân viên thấy nó ganh tị vậy chị. Nó cũng lập ra một cái nick. Dạ thì nó nói, nó để tên cái nick là muốn nổi hơn chủ tiệm. Thì nó để cái nick đó mà nó quay clip chị, nó quay trong tiệm em luôn. Và nó dùng cái thời gian làm việc, nó quay clip luôn. Thì nó đăng lên cái clip nổi quá trời nổi luôn, chịu view một dọc luôn. Song song với đó thì kênh của em với bông tím thì nó bị tuột lượt xem. Cái mọi người ùa vô, mọi người bình luận là không có bằng bên kia kìa này nọ. Cái em thấy cũng giỡn thôi nhưng mà em không vui. Mà cái nào em đăng cũng vô comment như vậy hết chị. Thật sự lúc đó em nghĩ vui thôi. Chả có gì tao tát cả. Đúng. Vâng, nhưng mà em ghét là ghét à. Em ghét như chị. Thật sự em flop nhưng mà em không thích ai nói em flop đâu. À, vậy là bị chấp niệm. Vậy là bạn hôm nay đến đây với một cái năng lượng là chấp niệm. Để bụng. Rồi bây giờ dài. Bây giờ cái vấn đề của bạn là bạn muốn... Không, cái lúc thời điểm đó à. Thời điểm mà mới ra em kiểu như em không buồn bi lụy đâu. Nhưng mà em cảm thấy không vui. Em cảm thấy không thuyết phục. Em cảm thấy không vui gì mọi người đùa quá trớn á. À, thật rồi, sự rồi, nhưng mà sau đó thì đã vui vẻ lại em, rồi. Mà em xử lý cái chuyện đó như thế nào? Em xử lý cái chuyện đó là em im. Ừ. Em im trên mọi nền tảng. Ừ. Và em cố gắng phấn đấu tới giờ này thì em
phong độ như là nhất thời đẳng cấp làm mãi mãi. Mọi người đã nhìn thấy. Tới đây chi vậy? Không, mình đã vượt qua được rồi. Ý là em muốn xin chia sẻ kinh nghiệm của mọi người, tại vì mốt em mở tiệm nữa thì sao? À, dạ. Vậy thì chị có thể suy rộng ra một chút xíu, đó là dạ, khi mà mình làm việc, mình mở một cửa hàng hay mở một trung tâm nào đó mà bị nhân viên quấy phá thì mình phải làm sao, đúng không? Dạ. À, rồi. Cái này thì trường hợp này ở ngoài xã hội nhiều. Có nha. Cái đó nhiều, thì nếu như mà Khánh làm một cái quán mà Khánh bị nhân viên chống đối hay quấy phá thì Khánh làm gì? Em không biết sao thiệt á. Nhưng mà thật ra chị bảo em là chơi vui thôi. Nhưng mà mọi người á, mọi người xem vô á, mọi người ở ngoài mọi người xem á. À, cái đó là trường hợp là nhiều khi trong nhà người ta không có gì hết trơn á, nhưng mà mọi người ở bên ngoài cứ nói qua nói lại riết người ta mít lòng. Dạ. Thật ra thì bây giờ mình cũng không thể nào giải quyết cái chuyện đó, tại vì nó là câu chuyện của xã hội, nó là của mạng xã hội. Nên là chính người thì mười ý, người ta thích, người ta thấy mình, người ta làm vậy, người ta thấy mình khó chịu thì người ta sẽ càng làm. Dạ. Nên là tốt nhất thì mình cứ nên bơ cái việc đó đi và không quan tâm, tại vì thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nhiều. Quan trọng là tâm lý của mình vững thì mấy cái chuyện đó đâu phải là vấn đề lớn, kiểu vậy. Dạ, dạ. Cảm ơn. Chị Như có gì mới không? Chứ này em làm được rồi. Cảm ơn. Cũng cảm ơn. Không có chi. Chị thì thường khi mà chị gặp những cái vấn đề đó chị sẽ né luôn. Dạ. Chị không có tiếp xúc nữa. Đúng rồi. Tại vì cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy không vui, hay là nó làm tổn thương mình, hay là cái vấn đề với mình giải quyết nó không được bằng lời nói thì thôi mình im. Tại vì mình không có nhiệm vụ mà phải đi giải quyết với người này hết người kia, nên đôi khi có những sự thật em không cần phải nói ra. Và cái gì nó cũng thời gian nó không có mở miệng trả lời ai hết, nhưng mà nó luôn là câu trả lời xác đáng nhất. Nên thành ra đối với chị, bất kể một cái chuyện gì xảy ra, có thể là thời gian đầu mình sẽ cảm thấy rất là buồn, rất là tiêu cực hay như này nọ, nhưng mà tại vì bản thân mình đã chọn cái nghề mà ai cũng có thể nhận xét mà. Em chấp nhận được lời khen thì em phải chấp nhận được lời chê thôi. Nên thành ra cái chuyện đó đối với chị nó sẽ là buồn, chứ 100 lời khen nó không có bằng một cái lời chê. Đọc trúng một cái lời chê giống như dấp cục đá liền á ha, cái cảm giác của mình khó chịu lắm. Nên thành ra nếu như mà mình phải học cái cách đó là nhận nhưng mà đừng có tiêu cực vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị. Khác chưa? Hơi khác rồi. Nhưng mà nãy chị đọc trong lá thư á, chị cảm thấy một cái điều mà chị cảm thấy rất là nó hơi bị bất hợp lý hả? Là có nghĩa là người ta thích cái nhân vật của em nhiều thì em phải vui, chứ tại sao mà em, đó là vấn đề lớn của em. Thì đó sẽ là vấn đề thứ hai mà em mang đến chương trình. Đó là? Đó là việc em được yêu thích. Nhắc lại một lần nữa. Chị, em vô luôn, em vô thẳng vấn đề. Là em hoạt động và em muốn là người ta biết đến em là em, chứ không phải là một nhân vật của em đi ra ngoài đường, người ta gặp em và người ta chào chị Hà, chứ không phải là anh Hô kìa, hay là anh Minh kìa, hay là anh Hưng kìa. Em thấy thì cũng vui đó, nhưng mà nếu như mà người ta chào chị Hà thì em sẽ thấy em thấy hay hơn. Em không biết sao mà tâm trạng của em nó như vậy đó. Dạ. Em là người đồng cảm rõ với cảm xúc này nhất. Là tại vì ngày xưa là em được mọi người biết tới qua vai, rất là biết tới nhiều á, là giáo Khánh. Dạ, và qua vai diễn cô giáo Khánh thì ban đầu em cảm thấy rất là vui. Nhưng mà dần dần em ra đường, hôm nay mặc đồ kiểu ngầu lắm á, xong cái mọi người cô giáo Khánh kìa mẹ ơi, xong cái trong ánh mắt của người mẹ có chút hoài nghi về con mình, hoặc là về cái người mà con mình đã nhắc tới, chú đó là con nói cái gì, là cô giáo Khánh, là em là cô giáo. Ý là chị không, cái xong có quá nhiều những cái trường hợp nó, những cái tình huống nó dở khóc dở cười, và em có thấy là lúc đó không còn ai biết em là Duy Khánh nữa luôn. Và cái đó là cái điều mà em luôn cố gắng, là hồi nhỏ em nói mẹ là sau này con sẽ trở thành diễn viên Duy Khánh. Xong cái lúc đó cảm thấy là mình đang được mọi người quan tâm, mình đang nổi tiếng, nhưng mà chẳng ai biết mình, chẳng ai biết tên của mình. Và nếu như có những người là nếu em không giả là những nhân vật nữ thì họ cũng không biết em là ai ở thời điểm đó. Thì nó làm cho em vô hình chung là em không biết là em nên vui hay nên buồn. Thì dần dần em sẽ bị stress về cái vấn đề đó. Nó gây ra cho em rất là nhiều sự mất cân bằng trong cuộc sống. Và trong cái định hướng của em thì em dần dần, tự nhiên những cái trang mạng xã hội của em á, em đều để là diễn viên Duy Khánh, để em muốn khẳng định lại cái tên của em. Nhưng mà thời gian thấm nó thôi đưa. Đến bây giờ là hơn một thập kỷ em làm nghề, hơn một kỹ rồi, thì em nói là ngày xưa em có cái suy nghĩ như vậy là không đúng. Tại vì thật ra nếu như không có những nhân vật đó thì không có em ngày hôm nay. Và có một người đã từng nói với em là
tại sao em phải phủ nhận đi cái mà ông tổ đang cho em, ông trời đang cho em là em được yêu thương nhờ vai diễn này, tại sao em lại phủ nhận nó? Em ơi, nếu như mà em dùng nó là một, em nghĩ nó là giống như là một cái tiền đề để em phát triển được công việc sự nghiệp của em, thì em sẽ trân trọng cái vai diễn đó lắm. Thì sau này em mới ngộ được chuyện đó, và bây giờ em gần như yêu những nhân vật mà em đã từng thể hiện. Còn ra đường khán giả kêu em bằng bất cứ một cái tên hay một cái vai trò nào của em thì em cũng đều cảm thấy rất là vui, bởi vì đó là cái điều mà mình đang làm vì khán giả, và khán giả nhớ tới thì mình phải trân trọng. Thì đó là cái cảm xúc của Khánh. Cảm xúc của Khánh thì Khánh đã trải qua cảm giác như vậy rồi, nhưng mà đến lúc mà người ta không còn kêu mình bằng những cái tên đó nữa thì mình rất không biết là người ta đã coi cái sản phẩm mới ra của mình chưa, kiểu vậy á. Thì mình sẽ kiểu lâu lâu mình cũng sẽ hơi chạnh lòng xíu, bởi vì mình đã từng suy nghĩ hơi nông cạn. Nhưng mà ai cũng sẽ có những cảm xúc gì hết, nên là nó cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà em có người yêu chưa? Ủa là mình nói ở đây luôn. Tại vì khi mà chị đọc cái lá thư á, chị cảm thấy là có thể là có rất là nhiều bạn sẽ thích các nhân vật của em, nhưng mà nhân vật của em đa số là nam. Dạ. Nên thành ra cái chuyện mà mình có fan nữ là cái chuyện rất là bình thường. Thì giống như Khánh là Khánh hay giả nữ thì cái fan của Khánh có rất là nhiều. Thì cái kiểu đó làm cho mình cảm thấy là cái sự quan tâm của mọi người á, nó vô hình chung cái mình không biết là mọi người đang yêu, có yêu mình thật lòng hay không. Nhưng mà thật ra Khánh nói nãy là cái điều mà Như luôn tâm niệm đó là mình phải cảm thấy vui chứ ta. Khi mà mình làm một cái vai diễn mà được mọi người quan tâm và mọi người gọi tên á, là thành công, là cái sự thành công nó lớn lắm. Chứ em ra đường mà người ta không biết em đóng cái gì, cái đó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì em làm để cho người ta biết mà. Rồi, và để cho người ta không gọi là ha ha không, mà người ta gọi là Phương Hà, thì em cần thời gian. Ê, mẹ nói đúng ý của em, có nghĩa là thật ra là Khánh đang không muốn hỏi ngược lại bạn là tại sao mục đích ban đầu bạn lại muốn làm những nhân vật nam đó. Rõ ràng là bạn muốn làm để cho người ta xem và người ta nhớ đến nhân vật của bạn, đó là sự thành công của bạn. Thì cái chuyện mà người ta in sau cái nhân vật đó của bạn vô thì Khánh nghĩ là đó là cái điều nên vui. Giống như là anh Hùng Thuận đi, đến bây giờ ảnh rất là lớn rồi, nhưng mà trong tâm trí của bà con, người dân, khán giả thì đến giờ là dù anh Thuận có lớn như thế nào thì anh Thuận vẫn là bé An trong lòng của khán giả. Giống như Như với Khánh có một cái series mà hai đứa đặt hai cái tên mà nó tào lao. Chi với Thu, đơn giản chỉ là Chi với Thu thôi, nhưng mà trong lúc quay cái hai đứa gọi là một đứa là Mua Sa Thu, là mua sắm á, bà Thu mua sắm bán buôn á, còn Kimochi thì tự nhiên lúc đó mà đang mặc bộ đầm dạ hội đẹp là đẹp kêu sao quyền quý mua sao thú, một cái tự nhiên chở ngang em, mà cái cảm giác của mình nó hạnh phúc em, nó hạnh phúc thật sự. Và mới đây có một cái công việc người ta mời chị với cái tư cách là mua sao thú, thế chị nói thẳng với người ta luôn, em chỉ muốn đóng cái nhân vật đó với bạn của em là Kimochi thôi, thiệt, cái này nói thiệt. Nên em không có muốn đem cái nhân vật đó của em đi đến với gặp một cái nhân vật nào khác ngoài cho Kimochi hết. Thì đó là một cái niềm hạnh phúc. Tại vì em được thương, em được khán giả thương cái vai diễn đó, và vai diễn đó cũng mang về một cái giải thưởng của Khánh với Như, đó là một cái thành tựu mà Khánh với Như sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Được ba giải thưởng luôn á. Cái sản phẩm mà hai đứa đi quay từ sáng tới chiều mà cười từ sáng tới chiều. Thì giống như em, khi mà chị xem những clip của em, chị cảm thấy em vô cùng hạnh phúc với điều đó. Thì em được mọi người thương, ngay cả bản thân chị cảm thấy cô gái này rất là thông minh. Và chị thật sự là chị chỉ biết em tên là Ha Ha thôi, chị không biết em tên là Phương Hà. Hôm nay chị mới biết em tên là Phương Hà. Thì sau cái chương trình này chắc chắn là quý vị khán giả sẽ biết một Phương Hà. Nếu như không giỡn trên mạng, không hóa thân thành các nhân vật khác nhau trên nền tảng xã hội, thì chắc chắn biết một cô Phương Hà. Cổ là giảng viên, cổ có trình độ và cổ rất là giỏi duyên dáng. Rõ ràng là giỏi nha. Đó là gì em biết không? Thời gian và cơ hội. Em phải có rất là nhiều thứ để mà quý vị khán giả biết tới em qua nhiều vai trò khác nhau, thì tự nhiên người ta sẽ khẳng định em, chị Phương Hà đóng Ha Ha nè, hay là chị Ha Ha đóng nhân vật người này người kia nè. Thì lúc đó vấn đề là thời gian. Giống như là Khánh biết bạn từ những khoảng thời gian giãn cách, nhưng mà sau đó thì Khánh biết thông tin là bạn cũng là giảng viên. Trời ơi, em dạy gì? Khánh nể bạn kinh khủng luôn á. Em dạy thiết kế đồ họa cũng là cái chuyên ngành của em. Khó ha cái ngành nghe. Thật sự luôn. Khánh biết bạn là giảng viên, Khánh rất là nể bạn luôn á. Chị không biết sử dụng máy tính nhiều đâu, chị biết đánh máy thôi. Dạ. Bà còn không nhớ mật khẩu mạng xã hội của bà nên chị đừng nói. Biết luôn. Em biết là mỗi lần mà chị với Khánh mà làm cái gì đó ha, là Khánh phải chỉ chị là bà vô cái này nè, bà vô cái này nè. Không có biết.
hay ha, con gái mà giỏi cái đó hay ha. Dạ thật ra thì em ngày xưa em học em cũng thiên giỏi về kỹ thuật hơn á. À vậy dạ, hả? Em đang dạy phần mềm chứ không phải là dạy sáng tạo nữa. Ồ, vậy là còn giỏi nữa. Ê, phần mềm là hệ điều hành đồ dạ, đúng không? Dạ, Photoshop đồ á chị. À là kiểu kiểu á. Bữa nào em ghép cho chị. Photoshop là đồ ghép liền. Đồ ghép, ghép tay ghép chân á. Còn không. Em nghe Photoshop làm đồ kéo chân. Dạ, đúng rồi. Xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ giải lao trong mấy phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Em ơi, nãy giờ có giải tỏa được gì cho em không? Dạ có ạ. À. Thì em cũng chia sẻ luôn. Sao? Em biết ơn chứ, em cảm thấy là em may mắn lắm luôn á. Cái con đường này của em nó nói không phải màu hồng chứ nó khá là trơn tru. Tại vì cái việc mà mình xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được nhiều cái lời bình luận tiêu cực á, thì đó là xảy ra với nhiều người lắm. Nhưng mà em, bản thân em là ít nha. Em có thể tự tin nói là em từ đó giờ rất ít bị chê luôn. Nó chậm vía đi. À, chậm vía hả? Tới giờ á. Dạ, chậm vía là ít. Và khi mà em hoạt động với bạn em thì em không nổi bằng bạn em, nhưng mà người ta cũng biết đến em chút chút. Và khi mà em hoạt động một mình riêng thì cái đó là cũng có nguyên nhân á mọi người. Tại, tại sao vì vậy? Em cô đơn. Sao cô đơn? Em không có bạn để quay thời kỳ đó, là thời kỳ dịch. Mà em lại ở nhà cũng khá là xa với mọi người á, cho nên không có qua lại được, thì bắt buộc là em phải tự mình bươn chải. Thì em thân ra từ lúc đó. Nên là cảm giác rất cô đơn rất là nhiều đúng không? Đúng. Nhưng mà nhà có sofa không? Khánh. Dạ sao chị? Kệ. Tiếp hả? Ý là bạn nói bạn cô đơn. Ở đó có nút tự quỷ thôi chị Quỳnh. Rồi ok, là em cô đơn thì em mới ra cái series phân thân. Và đầu tiên là em phân thân ra một cái người gọi là anh sinh đôi với em. Em tên Ha Ha thì anh đó tên Hô Hô chứ không phải Hu Hu nha mọi người. Hô Hô. Dạ em không có quan điểm là mang lại cái gì đó tiêu cực hay buồn bã cho mọi người, cho nên em cứ đặt tiếng cười thôi, em không đặt Hu Hu đâu. Thì khi mà anh Hô xuất hiện thì đời em nó thay đổi. Em bắt đầu có sự yêu mến và nhiều cô gái bắt đầu để ý và gọi em là chồng. Nhưng mà mình vui vì điều đó mà đúng không? Không, thật ra thì nói vui thì cũng không thể. Nhưng mà rõ ràng lúc đó là hết cô đơn. Tại vì mình có quá nhiều vợ. Nhưng mà vợ không xài được. Thì cho đến tới thời điểm này luôn thì em không nhớ rõ là em có bao nhiêu nhân vật nam nữa. Chỉ có fan em là nhớ thôi. Họ nhớ từng người và làm gì xuất hiện clip nào đầu tiên. Em thật sự nể nha. Rồi nói thẳng tới cái chuyện mà em không vui lắm nha. Là cái chuyện mà hồi nãy là em nói đi ra đường mọi người gọi em là anh này anh kia á. Mà không gọi là Hà rồi đó. Không, em vui chứ, mọi người nhận ra nhân vật của em làm là em rất vui và biết ơn luôn. Nhưng mà không biết làm sao mà nếu như mà mọi người chào em với cái tên là chị Hà thì em lại thấy vui hơn nữa, chứ không phải là em không vui. Dạ thì cái đó là em nuông chiều cái cảm xúc em thôi. Thì em cũng lý trí là em hiểu được cái chuyện người ta nhận ra mình là may mắn. Thật ra cái chuyện này rất là dễ giải quyết, quan trọng là định hướng hình ảnh của mình thôi. Dạ. Thì bây giờ đừng có làm cái series đó nữa, làm cái series khác, không giả trai nữa. Dạ thì đói nhăn răng. Thì bây giờ đơn giản thôi, bây giờ mình phải nè, cuộc đời này là những sự đánh đổi. Dạ. Thì bây giờ mình phải đánh đổi, thứ nhất là một là kinh tế, hai đam mê của mình. Dạ. Thì mình phải quyết định và lựa chọn thôi. Giống như Khánh đi, là Khánh đã không dám đưa ra một quyết định gì hết nha, nhưng mà hiện tại là Khánh đã tạm ngưng, không có giả những cái nhân vật nữ nữa. Thì tại vì mình muốn mình xây dựng hình ảnh mà đến với khán giả như thế nào là do mình. Thì quan trọng là ở Ha Ha. Ha Ha mong muốn là ok, khán giả vẫn yêu thương mình với nhân vật đó, thì mình phải đồng ý với cái việc là khán giả sẽ gọi mình tới cái tên đó trong thời gian sắp tới. Còn nếu họ không muốn thì dẹp, sorry. Dạ, em tiếp thu. Chị xin thay cái từ đánh đổi thành sự lựa chọn. Dạ. Đó, ý em là vậy đó. Có nghĩa là thật ra cái các bạn á, em thật là may mắn là khi mà em làm một cái gì đó được người ta đón nhận. Đúng rồi. Thì rồi sau đó em không muốn làm cái đó nữa thì em không biết phải như thế nào. Thì chị Như nghĩ là nó không phải là đánh đổi đâu, mà nó là sự lựa chọn. Nếu như mà cái em đang có mà em cảm thấy nó muốn nó hơn nữa thì em chọn cái hơn nữa, thì em buộc lòng em phải để cái này nó lép xuống một chút. Cái thành ra nếu như mà có thể thì em cứ làm cái series mà mọi người đang yêu thích đi, rồi em làm thêm những cái thứ mà em đang muốn nữa. Đôi khi á, mình muốn làm một cái mình
thích, cho người ta thích, nhưng mà người ta không thích, mình buồn. Nên mình hãy cố gắng làm cái mình thích, rồi thuyết phục người ta thích, thì từ từ được làm cái mình thích mà cái người đón nhận họ cũng thích, thì cái đó là cái sự may mắn của mình rồi. Em hiểu không? Nên thành ra mèo nghĩ là em đừng có bị áp lực quá với những cái mình đang có. Tại vì những cái em đang có là những cái hàng triệu người mơ ước. Có rất là nhiều người họ tập tành với cái điện thoại và họ quay cái bữa cơm của họ. Họ quay, họ đến trường, họ quay, họ clip có mấy trăm view thôi, đôi khi là mười mấy view thôi. Nhưng mà em đang có được những thứ mà người ta không có. Vậy trước mắt là tôi với chị Mèo là thua follow bạn rồi đó. Đó, thua đó bè, xui. Thua người theo dõi rồi đó. Đó, bây giờ bạn hơn tôi nó mấy triệu đó. Bây giờ nó nghe thấy ghét không? Không, em mốt nha, bây giờ nè, mới mốt làm clip, không còn biết nội dung như thế nào, gắn thẻ tên của tôi với chị Mèo lên tất cả. Thám tên. Ờ, không có ý đó. Có ý đó. Có ý đó. Nãy chân thành lắm, ánh mắt chân thành. Nhưng mà tôi nói nghe nè, bây giờ ra hồi nãy chị Mèo có nói một ý đúng là mình có thể là duy trì cái khái mà khán giả thích, và mình làm song song thêm cái mà mình muốn. Ờ, thì nó cũng là rất hiệu quả. Tại vì Khánh làm cái đó, Khánh đã từng làm cái đó. Đúng. Và rất thành công. Em đang định nói tại vì ngày xưa em đăng hình mà em là giả con gái á, thì là lượng tương tác rất là cao. Nhưng mà khi đăng hình con trai mọi người vô, thôi không thích này, thích làm thích Khánh giả gái đi. Một thời gian xong nó không, tôi không chấp nhận chuyện này, tôi không chấp nhận số phận. Nên là Khánh quyết định là Khánh vẫn sẽ duy trì hình ảnh nữ, nhưng mà nó sẽ phải ít dần. Xong bắt đầu mình thay được hình ảnh bình thường của mình. Thì mình cứ đăng vậy. Xong rồi từ cái mình không đăng luôn, mình không đăng hình giả nữ nữa, mà khán giả bắt đầu có khán giả kiểu xuôi theo cái mà mình đã định hướng á, thì dần dần khán giả cũng sẽ quen thôi. Là khán giả khi mà em ra ngoài á, khán giả sẽ nhận em, nhận ra em với cái tên là Phương Hà. Một cái tên mình nghe rất là con gái, rất là dễ thương. Và nhưng mà em hãy cho mọi người thời gian nữa, bằng cách là em phải chứng minh là em sẽ còn làm được rất là nhiều thứ hay ho nữa để khán giả nhận ra em với nhiều vai trò, thì lúc đó em tha hồ mà tỏa sáng. Bây giờ việc của mình là củng cố nội dung, xây dựng nhân vật và xinh đẹp trên mạng xã hội. Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn mình sống thật. Tưởng bị đánh. Không phải đâu. Không phải đâu. Ủa giờ mình sao okay. Mọi người chúc mừng sinh nhật hả mọi người? Đúng rồi. Không có đâu em. Bây giờ nếu như mà em cảm thấy là tất cả những điều mà như với Khánh chia sẻ với em nãy giờ mà nó có thể làm cho em giải tỏa một tí gì đó, thì em cứ châm cho bong bóng này nổ lên, giống như là mình giải tỏa được những nỗi buồn của mình. Đây là chiếc bong bóng giải tỏa. Đúng rồi. Còn nếu như mà em cảm thấy u uất thì em nhét này vô bụng em mang về. Nếu mà cảm thấy u uất, tháo cụm thun mình ra, thổi thêm những cái u uất đó vào để cho nó căng lên, chứ khi nào những cái u uất đó nó quá nhiều rồi, tự động nó nổ, nó vỡ tay nè. Vậy em hiểu nôm na là thì đếm nha. Dạ chưa, em hiểu nôm na. Em hiểu nôm na là nếu như mà thấy anh chị có ít thì đâm cho nó bể. Còn không thì thôi. Dạ ok. Đầu tiên thì em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian để nghe em tâm sự chuyện buồn. Dạ em xin đâm. Định mệnh. Trời ơi, định mệnh chứ anh này phải bể. Em không có ý, em xin lỗi. Đó, nhưng mà đây là định mệnh rồi. Định mệnh. Nói chung là cái gì đối với em nó cũng sẽ vỡ hòa. Chúc cho tất cả những cái sản phẩm sắp tới của em sẽ được khán giả đón nhận một cách vỡ hòa. Dạ. Chúc cảm xúc của em lúc nào cũng luôn hạnh phúc vỡ hòa. Cảm ơn em đã đến với chương trình, cảm ơn em rất nhiều. Dạ em cảm ơn chương trình đã mời em đến đây để tâm sự với chị Như và Khánh. Bạn lên đường. Tại sao bạn? Tại sao vậy Khánh? Tí là ha ha kìa ha. Khánh ơi, em có tin là bây giờ nếu như mà quý vị khán giả mà chịu họ chịu khó
họ cắt tất cả những cái clip mà có chị với em đều làm cái đó không? Nhưng mà tại vì em cảm thấy là kiểu khi Ha Ha về á, không gian này không còn Ha Ha nữa. Đúng. Là tụi mình kiểu đi chơi trò á. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục gặp một cái nhân vật đặc biệt nữa. Ủa còn nữa hả? Còn. Nhưng mà cái bạn này á, khi bạn nói với chương trình là em không có muốn một cái gợi ý nào hết trơn, mà em muốn bằng xương bằng thịt mình tới luôn với chương trình. Là có nghĩa là bạn không có cho mình một ý luôn. Không. Em đi. Bạn đứng ở ngoài cửa cổng phim trường em ra em dắt bạn vô nha. Dạ. Chào mọi người. Chào bạn. Rồi, ok. Đi ra cái ghế cuối ngồi. Thiệt. Đúng rồi. Thiệt. Hả? Đi qua chỉ người ta đang ngồi đàng hoàng khách. Không phải. Ý là em tạo sự bất ngờ cho bạn. Hello bạn. Dạ. Được gặp bằng xương bằng thịt rồi. Ok. Bạn giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Xin chào mọi người. Mình là Bo Mít 7 và tên thật của mình là Phạm Thảo. Em là một KOC và là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ạ. Vì em 1m7 nên em thành Bo Mít 7. Dạ đúng rồi. Mít 7 này là có độn không? Dạ có. Vậy là tôi là Duy Khánh mét 82 á. 82 độn nhiêu? Độn 12 phân. Trời ơi, gặp vừa rồi tôi đi nước ngoài tôi độn nhiều lắm á. Hiểu hiểu lắm á. Tôi có thấy hình ảnh. Thấy tôi cao thấy hình ảnh cao à. Cao cỡ tờ tháp, tờ nhà phía sau luôn á chị ơi. Bu đã làm công việc này bao lâu rồi? Dạ em làm khoảng tầm 2 năm. Trước đây công việc của bạn là gì hay là bạn chỉ là đi học thôi? Dạ trước đây em là em ở Nha Trang và em đang kinh doanh thời trang, một cửa hàng thời trang. Sau đợt dịch vừa rồi thì em có được mời đi tham gia một cái chương trình là KOC Việt Nam. Thì vô tình là em làm top 3 ở trong đó. Và em dính cái ngành luôn, làm KOC tới giờ luôn. KOC là bạn buôn bán hàng online vậy đó. Bán hàng online. Nhưng mà người ta sẽ là dùng cái sức ảnh hưởng của người ta để người ta kêu gọi mọi người mua hàng. Dạ vâng. Dạ thì cũng giống như là chương trình này cũng đã nói là em sẽ đem tới một cái gợi ý cho mọi người là cái vấn đề của em nằm trong này. Vâng, thì em ở đây cho mọi người nha. Thì vấn đề đem tới thì tất nhiên là phải có câu đố một xíu và mọi người sẽ... Ok, tôi thích đố, Và mọi người đón chữ giùm em là chữ này. Lợn tí, lợn rí. Dạ. Lợn tí. Trợ lý. Lợn tí. Lợn. À đúng rồi, trợ lý. Ê sao nhanh vậy mèo? Trợ lý hả? Nhìn là có thể nhảy thích câu đố vậy. Có thích không? Không, trợ lý. Dạ đúng rồi. Đấy, và với công việc của em hiện tại thì có rất là nhiều công việc nhỏ để hỗ trợ cho cái việc mà mình làm video hay là làm hình ảnh. Thì cái trợ lý này người ta thường thường là sẽ giúp đỡ mình đúng không? Cái từ này nó giúp em căng thẳng hơn nữa, hơn là em nhận công việc nữa. Tại sao vậy? Tại vì em làm ngành này gần 1.5 năm, nhưng mà em đổi được 12 bạn trợ lý. Ồ, đổi được 12 bạn trợ lý. Là tính ra là 1.5 tháng một người. Dạ. Có khi 1 tháng. Dạ. Có khi nửa tháng. Có bạn chưa đến 24 giờ. À, là em vẫn tính đó là một. Dạ. Tuyệt. Không, cái bạn chưa đến 24 giờ là... Cái người mà chưa đủ 24 giờ em dùng cái từ cho chị đó là người dân ngược lối cho chị. Không, cái bạn mà 24 giờ á là cái bạn thứ 13 á. Ok, bây giờ mình bắt đầu vô chi tiết hơn về cái câu chuyện là tại sao có đổi một trợ lý là 12 người tổng cộng trong quá trình khoảng 2 năm. Thì kể cái bạn gần đây nhất đi, 24 giờ thì cái bạn đó là em đã đăng trợ lý liên tục. Tại vì công việc của em các bạn thường là không có đảm nhiệm nổi, tại vì nó rất là nhiều công việc. Thì cái bạn đó nhắn tin em chắc cũng 5 lần rồi á. Thì mình phải ưu tiên cho những người nào mà rất thích mình thì người ta mới apply 5 lần như vậy. Họ chân thành. Dạ. Họ nhiệt huyết. Nhiệt huyết. Họ hỏi là chị ơi trả lời em đi. Và chị ơi có thật sự là chị có cần trợ lý không, thì chị có thể trả lời em rồi em có thể sắp xếp cho chị. Thì em lúc nào cũng bảo là em có thật sự thích không. Tại vì trợ lý của chị sẽ đi theo sát xác chị. Và công việc nó cũng hơi cực một xíu, nhưng mà bù lại thì em được trải nghiệm nhiều hơn và em sẽ có được môi trường tiếp xúc hay tốt hơn. Bảo em thích lắm chị, em thích lắm. Xong em mới bảo là ok ngày hôm nay nè, tức là ngày hôm nay em đi quay là chị có một cái lịch quay buổi sáng ở đây, xong rồi buổi chiều chị có đi live stream nữa, thì em có đi được hay không, thì chị sẽ cho em thử việc 2 ngày, nếu như ok thì mình sẽ tiến vào đi làm luôn. Thì bạn hỏi em là nhà chị ở đâu, rồi mấy giờ xuất phát các kiểu. Ok hết mọi thứ, chốt đến 5 giờ chiều xong. Vào tối hôm qua 23:30 bạn nhắn cho em một số, bạn bảo là nhà em xa quá nên em cảm thấy em không có phù hợp. Không, dạ, chưa đi làm luôn. Dũng cũng có thể thông cảm cho bạn
đó là tại vì ban đầu là bạn đó nắm được cái điều kiện mong muốn của em và bạn đó cũng thực sự rất là thích, nhưng mà sau khi biết được cái địa chỉ nhà của em thì có thể là bạn không có đáp ứng được. Nhưng do mà nhà em ở đâu? Nhà em ở Phú Nhuận, Phan Xích Long, Phú Còn Nhuận. Còn nhà bạn đó ở đâu? Bạn ở quận 12. Nhưng mà đâu có xa lắm đâu. Ừ, nhưng mà mọi vấn đề đều là em nghĩ là mindset á. Dù là em ở Phú Nhuận nhưng mà nhãn hàng booking em ở Bình Dương hay Đồng Nai em vẫn đi. Tức là nếu như mình có nhu cầu hoặc là mình có muốn đi làm là dù ở đâu mình cũng làm. Tại vì hồi nãy anh tưởng là xa, là tưởng đâu ở Vũng Tàu hay Bình Dương thì nữa. Vũng Tàu, Bình Dương là em cho ở cùng nhà em luôn. Ờ, gần này thì đâu có xa. Đúng rồi. Coi là chắc là do bạn đó bạn nữ hay bạn nam? Bạn nữ. Độ tuổi bao nhiêu? Tầm 24. Ok, nếu mà xét theo phương diện đó, anh tính theo tâm lý học là hoàn cảnh học, có nghĩa là vậy thì bạn trai bạn đó không cho đi làm. Bạn đó không có bạn trai hả? Sao người ta biết được? Em biết. Trời. Bởi vì em cũng gặp bạn ở ngoài rồi, tại vì bạn có đi một cái rent, xong rồi bạn đi làm hỗ trợ cho bên đó. Thì em thấy bạn, xong rồi bạn xin liên lạc của em. Và bạn kết bạn em một năm rồi. Là bạn đã thấy cái nhịp em đi làm như thế nào rồi. Và bạn cứ apply liên tục 5 lần. Mà em cũng ái ngại là tại vì mình cứ từ chối người ta hoài thì cũng kỳ. Thì em mới cho bạn cơ hội làm. Nhưng mà không ngờ là bạn dập em ngược lại luôn. Vậy là bạn cho cái bạn đó cho bạn biết được một cái gọi là cảm giác bị từ chối như thế nào. Vậy thì lúc đó nếu như mà là Khánh, Khánh sẽ gửi cho bạn đó từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Gửi cái đường link bài đó. Khá cổ phải. Không? Khá cổ không? Vậy không phải. Tại vì cái từ chối nó làm cho mình rất là hụt hẫng, tại vì nó quá sát nút. Đúng không? Dạ. Nó làm cho mình kiểu cảm thấy mình trở tay không kịp á. Ê, tôi trở về một cái phép thử nha. Ok, chờ em xíu. Cái gì nữa? Lấy giấy quỳ tím. Trên tay tôi đang là giấy quỳ tím. Chị cho em một cái phép thử đi. Em giải phương trình cho chị coi. Bây giờ nè, có thể là bạn đó đã nhiều lần bạn đó nhiều lần xin việc nhưng mà không có thành công. Có khi nào bạn làm cho đã cái nư bạn không? Ok, vậy thì bây giờ em đã giải được cái phép thử của chị rồi. Có nghĩa là bạn này, bạn đã xin quá nhiều lần nhưng mà bạn không có đồng ý. Đúng rồi, tức. Bây giờ bạn sẽ mang trong mình một cái mối gọi là thù hận. Ê, nếu mà xét theo thần số học có thể là bạn sẽ có mũi tên út hận. Nên là bạn quyết định mà sẽ làm một cú như vậy cho đến khi có là bạn hả? Gì? Hơi qua cái miệng em mọi thứ nó tiêu cực lắm. Vậy hả? Cái gì mà thù hận? Không phải, tại vì người ta là hiếu thắng. Là em á. Không đá nó nhớ không? Nhớ không người đâu tháo đá là em á. Nhưng mà nhìn nè, tại vì thật ra là bạn nó muốn chờ coi là xin đến khi nào bạn đồng ý thì sau bạn nó sẽ từ chối. Bạn nó sẽ cho bạn hiểu cảm giác mà bạn đó phải trải qua trong khoảng thời gian vừa qua như thế nào. À thì ra người đó là em. Cái thái độ đó là chị nhìn thì chị thấy là em đó. Ủa khoan, nhưng mà cuối cùng sau đó, sau tất cả, bạn nó tìm được câu trả lời chưa? Câu trả lời gì ạ? Câu trả lời tại sao bạn nó lại làm như vậy với bạn? Dạ không, tức là em là người là nếu như mà có vấn đề thì bạn phải nói với mình là mình giải quyết. Còn nếu như bạn thôi việc hay là bạn ok cho em xin nghỉ thì em sẽ đồng ý. Em không hỏi lý do. Vậy thì thôi, tới đây khỏi mình tìm lý do cho bạn. Thôi vậy xong rồi. Phải có lý do, tức là nếu như một người mà bị như vậy thì 12 người thì phải có lý do. Đúng, chính xác. Ok. Cái vấn đề nào mình quay trở lại nè. Đúng rồi. 12 người tại sao trong thời gian đó 12 người đều nghỉ? Dạ. Em có tìm được lý do không? Em không tìm được nên em mới tới đây để em xin kinh nghiệm. 12 người đừng có nhà nhiều á. Nhưng mà em sẽ nói hai ba người. Đúng rồi. Em nói 2-3 người, em nói thêm đi, nãy mình mới một người. Một người làm chưa đầy 24 tiếng đúng không? Là cái người đó làm ứ động lại rồi. Nghẽn rồi. Người thứ hai mà em nghĩ là em sốc tinh thần nhất đó là một bạn là được người thân em giới thiệu. Bạn bảo là bạn này rất là ok và hiền lành nữa, đi theo thì học bu rồi, hỗ trợ cho bu ok. Thì em đồng ý, thì trước khi mà vào công việc thì bạn đó bảo là bạn đó chỉ làm cho em một tháng thôi. Để em có thể tìm một bạn khác. Chứ bạn đó không làm dài hạn được. Khi em đợt đó em cũng bận quá, tại vì em là người live stream và người bán hàng trên trực tuyến á. Thì trúng cái ngày đó là ngày đôi, tức là bạn 7-8-8 rồi là những ngày đôi, em rất là bận. Thì em có ok, em đi với chị đi, tại vì chị cũng đang rất cần một bạn trợ lý đi theo. Em không cần phải làm bất cứ việc gì nặng hết. Em chỉ cần hỗ trợ chị là quay chị thôi, hoặc là chụp, hoặc là nhắc giùm chị là cái lịch ngày hôm nay cần đi những đâu. Thì một ngày thứ hai khi bạn thử việc á thì em bị sốc tinh thần luôn, đó là ngày hôm đó là trúng ngày đôi luôn, mà em có 3 ca live liên tục. Là 9 giờ đến 11 giờ, 2 giờ đến 4 giờ và 7 giờ cho đến 9 giờ tối. Thì cái ca đầu tiên là 9 giờ đến 11 giờ, thì lúc đó em live cũng gần ngay tại
ta ca thì tụi em mới rủ nhau ăn để 2 giờ bắt đầu tiếp để live tiếp. Thì em là người rất là thích món Việt Nam, ừ, thì em mới dẫn bạn vào và em bảo là chị rất thích món Việt Nam nên chị vào cái quán này. Nhưng mà ở trong đó vẫn bán đồ Tây và đồ bình thường hết. Thì khi mà ngồi xuống thì em có gọi một món Việt Nam là gỏi cuốn. Thì bạn ngồi xuống, bạn cầm cái menu lên, bạn lựa 15 phút. Xong bạn hỏi em là chị em muốn ăn hàu. 11 giờ trưa muốn ăn hàu. Em mới nói là em có chắc là em chọn món này không, tại vì mình còn cái lịch rất là dày ở phía sau nữa. Và nếu như em ăn vậy thì chị sợ cái bụng của em nó không có tốt. Và nếu như em đi về thì chị là người mệt nhất và chị đang cần rất là người hỗ trợ, nên em có thể ăn món khác được không? Thì bạn hỏi em, bạn hỏi ngược lại em luôn này là ủa chứ ăn hàu ăn buổi già nào? Thì em mới nói là em ăn cái món gì cũng được, nhưng mà trừ cái những cái hải sản đó đi, tại vì còn phải bảo quản sức khỏe của em. Em ăn buổi tối buổi gì cũng được. Không, em muốn ăn hàu. Cái em bảo là xong, em lặng 2 giây, em bảo là không. Trời. Xong bạn kêu bún đậu bún tôm. Xong chưa? Không, không khóc nè, nghe anh không khóc nè. Ôm đi, ôm trái thơm mình đi rồi nói tiếp cái bún đậu bún tôm nha. Rồi. Cái là buổi trưa, tối em có một ca ở nhà nữa. Thì chị biết là buổi mình live trực tuyến mình rất là mệt. Và sau 2 ca đó là em rất là đuối rồi. Xong buổi tối đó là 7 giờ em live, thì 6 giờ em phải ngồi edit video. Em phải ngồi làm video trả cho khách hàng. Thì em nói là thôi em đặt cái gì đó ăn đi. Thì điện thoại chị nè, em có đặt đi. Thì bạn bảo là ăn bún bò nha. Cái em kêu ok, bún bò cũng được, mình có bún bò ăn. Thì nếu như mà một người trợ lý cho chị á, ví dụ như là chị có những cái buổi chương trình quay, thì trợ lý chị sẽ đổi cho chị hay là chăm sóc cho chị về, chị ơi chị Như ăn đi hay là anh Khánh ơi ăn đi, đợi xíu rồi mình ăn xong mình có sức khỏe mình còn làm ca sau nữa, tại vì ca sau 2 tiếng. Không, bạn đó đổ cái tô của bạn đó tự ăn. Bạn đó ăn một cách thản nhiên và không cần, còn cái tô bún bò của em này còn ở trong bịch luôn. Chưa gì đâu nè. Cái việc khó chịu nhất là khi mà chị đi ăn với một người nào đó, nhưng mà người khác ăn mà chị đang ngồi làm việc chăm chỉ, còn cái người trợ lý hỗ trợ chị á thì ngồi húp cái tô. Chị nghe chịu nổi không? À mất bàn. Không phải một lần. Mất bàn đó là cái âm thanh cái gì RSV gì đó là làm cho mình giải tỏa căng thẳng á. Không, em căng thẳng hơn anh. À vậy. Tức là mà bạn làm liên tục. Sao mấy bảo là em có thể ăn nhỏ tiếng lại được không, để chị có thể tập trung để làm video để trả cho khách hàng. Bạn vẫn như vậy. Ăn xong rồi bạn để đó. Xong bạn nói là chị ơi còn 30 phút nữa nha, thôi chị cứ làm đi. Xong bạn lấy cái ghế ra bạn ngồi, xong bạn chùm cái áo khoác của bạn ngủ. Ý vậy là có trách nhiệm á. Sống và làm việc có trách nhiệm. Và cái ca cuối đó em phải kiểu nhắn cho khách hàng là tại vì sáng giờ em chạy hơi mệt á, thôi có gì để em bù cho mọi người vào ngày mai. Và em không còn mood để có thể like vào buổi đó luôn. Tại vì nếu mà like là hụt số của khách hàng. Và em kiểu thôi để em nhờ kia và em bảo là bạn về đi. Tức là hiện tại là chị cũng mệt rồi á, thôi em về nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai mình gặp. Bạn đó bao nhiêu tuổi? Bạn đó chắc tầm cũng 22, 23 thôi anh. Vậy thì cũng lớn rồi. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà anh nói thiệt là trước đó em có gây thù gì với bạn không? Không anh. Không hả? Thật ra là cái câu chuyện trợ lý là một câu chuyện muôn thuở. Trước khi mà anh có được cái bạn trợ lý hiện tại là người đồng hành cùng với anh á, thì trước đó anh cũng trần ai qua bao nhiêu đời trợ lý. Anh có một cái mẫu chuyện nó cũng khá là tương đồng với em. Là có một ngày anh đang đi quay, thì xong bạn nó chạy vô, bạn nó kêu là anh Khánh muốn ăn cái gì không? Em nói là ăn gì cũng được thôi, tại vì ra canteen trong phim trường mà thì mua được gì mua. Rồi em coi ăn gì thì cứ mua luôn nha. Đó, xong cái đưa tiền cho bạn. Thế là bạn chạy ra thật lâu nha, thật lâu. Xong bạn chạy vô. Đây, anh ăn đi. Rồi. Gì em, cái gì vậy? À mì gói. Cái anh đang ăn vậy nè. Cái xong thấy bạn á, bạn cũng làm cái ly mì giống mình luôn. Hút lên. Xúc xích nè, bò nè, mực nè, đồ ăn ở trong đó là đầy đủ luôn đó. Rồi là bạn múc lên quá trời. Xong cái xong nó, ủa em có đưa lộn ly không, sao em đưa cho anh cái ly này mì không mà đâu có gì đâu. Trời, em tưởng anh không biết ăn. Tưởng không biết ăn. Đổ. Ủa không đổ hả? Đúng em vậy đó chị. Em gồng mình lại á. Cái anh nói là em coi giật. Cái anh nói là vậy thôi không ăn nữa. Cái không ăn nữa. Trời ơi, lúc đó là kiểu không hiểu tại sao có thể làm điều đó với mình, thì nó cũng tương tự giống như vậy á. Nhưng mà có thể là do bạn vô tư quá,
thì nó cũng là một cái khoảnh khắc mà mình là cảm thấy hơi bị khó chịu một chút, nhưng mà nó chỉ xảy ra vài lần thôi. Còn em thì em xảy ra nó rất là nhiều, tại sự khó chịu nhờ. Đó là một ngày thôi, còn những ngày sau là còn xỉu nữa. Ủa, là quyết định làm ngày thứ hai hả? Ờ không, bạn đó còn làm nhiều ngày. Em nghĩ là cái đó chỉ là cái thói quen của bạn, hoặc là bạn không có hiểu, tức là bạn trẻ quá. Thì em vẫn cho làm những ngày sau, thì những ngày sau nó còn khủng khiếp hơn nữa. Tức là những cái đó làm chỉ có một mình em thôi. Còn những cái sau đó, ví dụ như là thường thường là anh chị đi event thì thường thường anh chị cũng sẽ gặp bạn bè, xong rồi mình sẽ có những buổi ăn sau đó để ngồi trò chuyện. Giống như là em đi gặp event xong em mời chị Khánh Như hay là Như Khánh đi ăn, thì cũng chị cũng có trợ lý, anh Như không có trợ lý, thì mình ngồi bàn 6 người vậy đi. Thì ví dụ như là mình đang ngồi nói chuyện với nhau thì những bạn trợ lý sẽ kiểu chị uống gì ăn gì để em gọi nha, hoặc là mấy đứa cứ gọi gì mấy đứa ăn đi. Thì ngày hôm đó tụi em rủ đi ăn chay, cái bên nội người ta bé đó đòi ăn mặn. Người ta cầm cái nồi lẩu chay người ta đặt xuống. Thì ví dụ như là một người trợ lý thì bình thường là chị ăn không để múc cho chị. Không, bạn không hỏi, bạn đứng dậy, bạn lấy cái chén, bạn múc cái vèo ở trong nồi lẩu, bạn cái bạch, bỏ cái chén của bạn, bạn ngồi bạn ăn. Tuyệt vời, tuyệt vời, đỉnh đạt. Bạn là người đầu tiên đặt cái giá vô trong cái nồi chay đó. À, rồi chị hiểu rồi. Cái vấn đề của bạn này đó là bạn chưa bao giờ có kinh nghiệm đi làm trợ lý. Và bạn thật sự là cái thói quen ở nhà bạn luôn. Có nghĩa là bạn không có biết chăm sóc ai hết. Bạn chỉ biết bản thân bạn thôi, và bạn không hiểu cái mức độ quan trọng của một người trợ lý là như thế nào. Yeah. Thật sự luôn á, có rất là nhiều người, ngay cả bản thân Như bây giờ, là mỗi ngày, gần như mỗi ngày luôn, đều có người nhắn tin là xin đi làm trợ lý. Yeah. Tại vì người ta nghĩ là công việc trợ lý đơn giản lắm, là thấy người ta quay hình đẹp vậy thôi, chứ đâu có biết thiệt. Bây giờ chia sẻ cho mọi người biết là công việc trợ lý là như thế nào. Ok, mình kể bắt đầu từ sáng đi. Từ sáng thức dậy. Bản thân của nghệ sĩ sáng thức dậy là make up đồ đúng không? Thì trợ lý cũng thức cái giờ đó để mà chuẩn bị, ví dụ như ở nhà nếu như có chuẩn bị nước thì sẽ chuẩn bị nước ha. À, không, ý là mình còn thiếu một chi tiết quan trọng nữa là em không biết là bên mèo sao, nhưng bên em là tính cho công việc nghệ sĩ mình là đi sớm về trễ, thì buổi sáng đôi khi mình cũng không nghe được tiếng chuông báo thức á, thì trợ lý là sẽ là người dậy trước mình. Yeah. Và sẽ qua nhà mình và kêu mình dậy, rồi bắt đầu như mèo kể là sẽ chuẩn bị nước, ủi quần áo, soạn đồ, rồi coi túi sách đồ này nọ, coi đồ make up, đồ kiểm tra lại tất cả mọi thứ coi nó xong chưa, rồi bắt đầu mới lên xe. Yeah. Thì trợ lý của Khánh lái giống xe. Trợ lý của Như luôn, đó là sẽ lái xe đi làm. Yeah. Khi lái xe đi làm tới phim trường á thì sẽ hỏi là mình bắt đầu lúc mấy giờ, sẽ liên hệ với các bạn biên tập sản xuất là sẽ làm như thế nào. Rồi bây giờ chỉ cần một người hỗ trợ là trợ lý, em có thể hỗ trợ chị cái phần đó không? Dạ được. Ừ, thì rồi, chị kêu em chạy, em tới phim trường rồi, vừa mình lái xe tới phim trường, mình lái xe tới phim trường rồi. Rồi xong, bước xuống, mình bước xuống. Rồi, gặp biên tập nói chuyện. Xuống đi em, xuống đi. Xuống đi. Kẹt máy hay kẹt số hả? Không phải, em nhớ coi từ từ trợ lý. Em có thật sự là ngồi trên xe không? Làm vậy lấy gì vậy? Gì? Bước xuống xe. Rồi, bước xuống xe. Rồi, đóng cửa. Mở cửa. À, mở cốp xe, lấy đồ, khuôn giác, tất tả khuôn giác, cả cộ, ghế, à, bình nước. Ừ, đúng rồi. Rồi bắt đầu tất tả đi vô kiếm. Dạ chị cho em hỏi phim trường ở đâu? À, phim trường ở đằng kia kìa, đi qua 8 cái số nữa tới. Dạ 8 cái số. Dạ. Ừ. Bắt đầu tất tả, chạy tới nơi rồi. Tới nơi đặt bình nước xuống, bắt đầu trải ghế. Rồi xong cái lấy mền, lấy gối để đặt. Xong cái ngồi. À, xong bắt đầu rồi, đi lấy đồ ăn rồi để sẵn. Nhiều khi nghệ sĩ ăn không ăn gì cũng tùy, nhưng mà cứ lấy đồ ăn vậy làm gì. À, cắn một nêm, cắn gia vị. Cái bình nước mắm. À, cắn bình nước mắm rồi đổ ra chan lên, không ăn. Ủa, không ăn. Cái trường hợp không ăn. Rồi xong. Cái trợ lý ăn. Đó. Ủa, trợ lý ăn. Là, okay. Nói vô là công việc trợ lý là sẽ tất tả từ sáng đến tối luôn á. Nói thiệt với mọi người luôn là công việc trợ lý nó gần như là cái người giúp việc gì đó. Có nghĩa là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ, đồ ăn, tại vì nhiều khi á tụi Như là ngồi nói chuyện suốt chứ nè, buông ra một cái không làm cái gì nổi luôn. Không làm một cái gì nổi là nằm phơi thay. Không, có rất là nhiều người hiểu sai về tính chất công việc của những người làm nghệ thuật ha, là họ nghĩ là mặc đồ đẹp xong rồi lên đây quay hình ngồi nói là được tiền. Không, mấy cái đèn này nó hại kinh khủng lắm, nó hại mắt kinh khủng luôn. Hồi nãy đang ngồi nói chuyện với chị Như với bạn, nhưng mà lâu từ mắt anh bị hoa lên. Với lại mấy cái đèn này nó làm hư da kinh khủng.
Ờ, nhưng mà cái đó bởi vậy á, khi mà xong một cái là mình cảm giác mình bị sập nguồn á, thì các bạn trợ lý sẽ là người hỗ trợ mình, thì giúp đỡ mình để mà mình có thể về nhà an toàn và thu xếp mọi thứ nó gọn gàng. Không bỏ quên đồ. Dạ, bỏ quên hoài luôn. Đó, thấy chưa? Ê, trợ lý tôi chờ được cái 4 năm nay chưa được quên đồ luôn. Trộm vía. Trộm vía. Thật sự luôn, là công việc trợ lý đó là làm gần như tất cả những cái việc mà nghệ sĩ không làm. Ôi chị. Không, có những gì nghệ sĩ làm nhưng mà chị lý dành là ủa bên chị là bạn trợ lý của mèo là có hỗ trợ phụ nhà cửa này nọ. Nhà cửa luôn. Trời ơi, tôi may mắn lắm là trợ lý của Khánh á, là giống như là kiểu nó sẽ thuê nhà kế bên. Dạ. Thì xong mỗi buổi sáng xong nó qua cái nó lại gấp đồ lau nhà xong rửa chén xong ra tưới cây xong cho mèo ăn, cái hút phân mèo, cái cho chó ăn, đi thay tả chó, xong bắt đầu lau dọn như xếp đồ ủi đồ xong xếp chăn, xếp màn, làm lúc tất tả cả ngày vậy đó, giặt đồ vậy đó. Xong mới cãi lộn bữa. Sao vậy? Cách đây mấy ngày không cho nó làm. À, không cho nó làm. Nó tuổi. Nó tưởng đuổi nó. Không, nó tưởng là mình nó là không, không tốt. Nó không, nó là mình là không tốt nên là nó là không tốt nên không kêu nó nữa. Giận, buồn, tuổi vậy đó. Nói chung là cũng phải là trần ai lắm mới kiếm được một người trợ lý mà hiểu mình và đúng có rồi thể đồng cảm được với mình nhiều thứ. Thật sự luôn, nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp về vấn đề mà trợ lý sẽ làm gì với nghệ sĩ cũng như là hỗ trợ á, thì xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với Chuyện Họ Chuyện Mình và khách mời ngày hôm nay với chủ đề trợ lý. Tính ra chủ đề này là câu chuyện muôn thuở mà mình nói hoài không hết luôn ha. Đúng rồi, và thật ra nhiều người kiểu bị hiểu lầm là trợ lý là đi làm sướng lắm, nhưng mà thật sự là trợ lý á, ngoài cái chuyện mà hiểu việc á, họ còn phải thương mình nữa em. Họ không thương mình họ làm không được. Mà mình á, mình muốn ở gần một người trợ lý mà lâu năm á, mình không thương họ mình cũng không ở được luôn. Đúng. Thiệt. Giống như Khánh bây giờ, trợ lý của Khánh giống như là một người em trong nhà đúng không? Đúng rồi, coi như người gia đình luôn á. Dạ. Tại vì gần như nó biết hết toàn bộ lối sống sinh hoạt của mình rồi thói quen. Dạ. Thói xấu. Ủa gì mèo? Và gần như nó thấy hết toàn bộ cơ thể của mình luôn. Tại hay thay đồ. Đúng đó. Tại vì phải thay đồ cho mình nên là giống như là phải thương lắm thì người ta mới làm như vậy được với mình một cách nhiệt tình. Và phải thương lắm thì người ta mới tập trung công việc một cách tối đa và không để những cái sự cố, ví dụ như mất đồ hay là xảy ra chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà mấy cái bạn mà em mướn á, mấy cái người mà em mướn á, em có bao giờ em nói với họ rõ là công việc mỗi ngày phải làm gì không? Dạ đúng rồi, có chứ. Trước khi mà em tuyển bạn á, em hỏi là em có biết trợ lý là còn làm gì không? Thì em nghĩ là khi mà em làm với chị thì em là trợ lý em sẽ làm cái gì? Thì các bạn cũng sẽ nói hết luôn là đi quay chụp cho chị nè, rồi check công việc lịch cho chị. Nói chung là em nghĩ công việc có dặn ra đổ đồ ăn ra cho mình không? Trời ơi chị ơi, em ăn sao em phải ăn như vậy với chị chứ. Có một cái câu chuyện mà em hiểu là mình bạn trợ lý sẽ là thương mình và rất là người kề sát mình, sẽ biết được hết tất cả các bí mật luôn, là kiểu mối hệ của mình luôn. Thì có một cái bí mật mà em sốc với bạn đó luôn, là bạn đó là bạn rất là thương em. Bạn là bạn đó hay bạn khác nữa? Bạn khác nữa. Mỗi bạn mỗi câu chuyện. Mỗi câu chuyện 12 bạn là 12 câu chuyện khác nhau. Xong rồi có một bạn đó là bạn rất là thương em. Bạn đó rất là biết là tại vì em có baby rồi. Em có baby 3 tuổi rồi và em vừa làm công việc rất là bận. Nên bạn bảo là bạn rất là thương em. Thì lúc bạn làm với em cũng 2-3 tháng á, em có thấy bạn cũng ok. Cho đến một lần là em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thì trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thì em phải lắp lịch, em phải khóa lịch lại là em không có nhận của nhãn hàng. Thì em cho mình một tuần để nghỉ ngơi và em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó thì em đã báo quản lý và trợ lý luôn là em muốn đi làm. Thì bạn nói ok, ngày hôm đó em sẽ đi với chị. Thì cái chị quản lý của em thì là ở Hà Nội. Thì trước cái ngày mà em đi á, là em không có nói với gia đình em. Em chỉ nói em là em đi công tác xa thôi và 5 đến 7 ngày em về. Thì khi mà em, cái ngày mà em đi phẫu thuật thẩm mỹ á, bạn trợ lý em, bạn quăng em luôn chị. Là sao? Em đi chợ, em đi phẫu thuật thẩm mỹ một mình luôn. Bạn không quan tâm em. Không, bạn đó đi luôn. Tức là trước ngày, ví dụ như là ngày 10 đi, em phẫu thuật thẩm mỹ, thì tối ngày 9 bạn bảo là bạn phải về gấp về quê. Và bạn đi luôn. Quê, và bạn về quê tới giờ luôn. Bạn về quê luôn. Xong rồi tối hôm đó em phải gọi điện thoại cho chị quản lý là chị ơi, ngày mai em phải đi tập phẫu thuật thẩm mỹ và em phải đi một mình. Chị đã bay buổi tối hôm đó qua vô cho em luôn và dắt em đi luôn. Và chị đó cũng chỉ ở đến buổi chiều ngày 10 thôi mà đã đi. Nhưng mà tất cả những bạn ngày còn lại là em một mình ở trong. Sao không kêu bạn bè? Không phải, cái này do cái điều.
do cái hợp đồng của mình. À, cái hợp đồng. Là người ta đi làm trợ lý chứ công việc chứ trợ lý chứ phục trình thập vi. Không, lúc đó em cũng tâm sự là chị đi ngày bảy đó em có, em cũng hỏi trước mà em có đi chăm sóc chị được không, còn nếu như không thì để chị dời, để có người chăm sóc chị. Ủa, em sẽ chăm sóc chị mà chị yên tâm đi, chị cứ đi vào và chị yên tâm là chị đi ra là chị sẽ có em luôn chăm sóc chị mà chị yên tâm. Không, ngày 10 phẫu thuật, mấy ngày 9 bạn mất tích luôn. À, vậy là bạn hứa chăm sóc nhưng mà bạn chỉ cho bạn này sóc thôi chứ không có chăm. Sốc thôi. Sốc nha. Sốc cái nha. Đó là châm chích luôn á. Châm chích vào tim. Nên là thật ra thì vậy thì quy chung lại là chúng ta không cần phải chung tìm lý do ơi. Vậy thì chung quy lại là em không cần phải tìm lý do bất cứ bạn nào để làm gì hết. Tại vì chỉ nói ngắn gọn một chữ thôi là xui. Em bị xui. Không mà, thí dụ như là em xui một đi, không nói này là em bị tận mạng á. Nên là xui quá 12, 13 người mà vẫn như vậy thì là xui đúng không? Không, nhưng mà chị nghĩ nha, nó có nhiều vấn đề trong những cái câu chuyện của em lắm. Thật ra chị cũng có một số người bạn là cũng lận đận với trợ lý lắm, là tại vì mọi người cứ hy vọng là trợ lý sẽ hiểu việc, nhưng mà thật ra công việc trợ lý ở Việt Nam mình, ở nước ngoài chị không biết, nhưng mà ở Việt Nam mình nó là một cái ngành nó khá mới mẻ. Nó khá là mới mẻ và không có một cái đào tạo nào, không có một cái trường nào dạy về cái chuyện đó, nên thành ra mọi người không có hình dung được là công việc trợ lý nó sẽ như thế nào. Và thường những bạn mình đi làm trợ lý thường là những bạn trẻ mới ra trường, hoặc là đôi khi là họ sẽ nghỉ học sớm, nên họ rất là mù tịt và mờ mịt về công việc trợ lý. Nên chị nghĩ cái mà để mà giải pháp mà gần nhất để em mà có thể mà đừng có sốc với tất cả những thứ đó, những thứ mà em vừa trải qua, đó là khi mà em gặp một bạn gì đó em phải cầm tay chỉ việc. Người ta không có đoán được mình, đừng bắt người ta đoán mình làm gì, đừng bắt người ta phải hiểu ý mình. Mình ngồi mình giận dỗi, mình đói không được. Trợ lý chứ không phải bồ mà ngồi kêu người ta dỗ dành. Nên thành ra đói quá em ơi, em đổ nó ra đi. Thiệt, nhiều khi hả tụi chị, bản thân tụi chị phải em ơi đổ ra, không kiểu nó phải sùm như vậy. Rồi từ từ, ngày qua ngày, nghề dạy nghề, người ta hiểu. Rồi khi mình nói chuyện, khi mình ở trong một cái show, một cái công việc, thì cứ 15 phút, em ơi 15 phút, cứ 15 phút em cho chị uống nước nha, hay cái gì, em phải chỉ việc cho người ta. Tại vì không có ai chỉ cho họ hết, thì đôi khi họ không hiểu được cái công việc đó. Rồi họ cũng đâu có biết là phải làm cái gì hay là mình cần cái gì đâu. Nhiều khi bản thân mình sáng tới dậy mình đói bụng, bữa nay mình ăn gì mình còn phải nói ra, chứ không thôi người ta không có đoán được. Rồi với lại cái công việc của em nó cũng là một công việc mới mẻ luôn. Em công nhận không? Dạ. Trước đây đâu có ai, ví dụ như người ta có là người ta có người giúp việc. Còn bây giờ trợ lý là gì? Nhắc lịch rồi tùm lum này, công việc làm đẹp đồ này kia của em, chị nghĩ là nó cần thời gian và bản thân em cũng phải có cái kinh nghiệm kinh khủng để mà em có thể nói là với mấy bạn trợ lý. Với lại em phải kiếm người nào mà giống như mình có cái cảm giác là họ thật sự an toàn, muốn làm công việc này. Đúng. An toàn và họ có một chút tình cảm và họ thương, họ quý mình. Và họ sẽ hết lòng với mình cho công việc đó, thì nó sẽ hiệu quả. Cái sự quý nó quan trọng lắm em. Ví dụ như cái bạn đó có thiện cảm cái nhìn của mình ấy, và chị tin là tất cả chúng ta ai cũng có một cái mức độ nhạy cảm nhất định để mà khi mà mình nhìn một cái người nào đó, mình thấy được cái sự chân thành của họ với công việc. Rồi mà muốn người ta thương mình á, trước tiên là mình phải thương người ta trước. Chứ không có ai mà bê vô mà đi thương mình liền được. Nên thành ra mình phải thương người ta trước, mình coi người ta như người nhà trước. Không phải là cái gì mình cũng sẽ chia sẻ, nhưng mà thời gian nghề dạy nghề. Nên thành ra có rất là nhiều người gặp cái vấn đề về trợ lý thiệt. Tính tới thời điểm bây giờ là em đã đi qua bao nhiêu đời ta coi? Chắc cũng 5 người trợ lý. Thì đây là bạn, các bạn hiện tại là bạn làm lâu nhất. Dạ, bạn thứ 5. Là làm lâu nhất từ trước tới bây giờ. Và tính thời điểm bây giờ là 4 năm rồi. Giống như kiểu mình không có coi bạn là trợ lý luôn á. Mình coi bạn là giống như một cái người trong gia đình, và thương mình và đi theo hỗ trợ cho mình. Và ngoài công việc mà bạn đó được nhận lương để làm, thì còn bạn đó còn vì cái chữ thương đó nên là bạn đó sẽ làm cho mình những cái việc mà mình không có nhờ, và nó cũng không phải là trách nhiệm của bạn nữa. Thì Khánh nghĩ là nó cũng phải là kinh nghiệm gì, nhưng mà quan trọng là như hồi nãy Mèo nói là mình gặp người ta, mình cho người ta có cảm giác là mình quý và mình thương và mình tôn trọng người ta trước. Thì may mắn, nếu may mắn thì người ta sẽ làm như vậy với mình. Còn nếu như mà không thì vẫn là câu nói cũ, xui. Nó là xui á. Mèo nghĩ nha, bạn phải tìm được một cái người mà
họ thật sự quý bạn trước đã. Và họ thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc trợ lý, chứ không phải là đi làm một hai bữa rồi nghỉ hay là một hai tháng. Tại vì có rất là nhiều người họ chọn công việc trợ lý để thử nghiệm là đi làm coi như thế nào. Có khi là bạn xui á, bạn gặp những cái người mà họ chỉ muốn đi làm cho vui, cho biết thôi, trải nghiệm thôi. Còn những người mà đang làm cho Khánh với cả Mèo thì họ xem đó là một công việc mưu sinh của họ, và đó là một cuộc sống của họ thì nó sẽ khác. Nên thành ra cái chuyện mà ví dụ như trợ lý mà nếu như mà mình mới nhờ người ta mới mướn á, thì mình không có thể nào mình bắt người ta hiểu mình được. Nhưng ý là đến hiện tại thì bạn đã có trợ lý chưa? Dạ chưa luôn. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ những lúc không có trợ lý thì bạn phải bục mặt ra để làm đúng không? Dạ đúng rồi. Bục mặt. Cái điều quan trọng nhất của em đó là em sẽ tìm được một cái người mà họ thật sự nhàn rỗi và đang tìm một công việc thật sự nghiêm túc với nó. Cái đó là cái quan trọng nhất luôn. Cái thứ hai đó là khi mà em thật sự em muốn làm việc với cái bạn đó, bạn đó muốn làm việc với em, thì hai người phải thống nhất với nhau về tất cả những việc phải làm, và ít nhất phải có 3 tháng. 3 tháng để hiểu nhau, 3 tháng để mà đi làm cùng nhau và nhiều công việc cùng nhau mới có thể là gọi tên được đó là công việc trợ lý. Chị nghĩ là em cho bản thân em thời gian nữa, em phải chịu khó nhiều hơn, đó là mình tự chăm sóc mình trước cái đi. Và nếu như mà em xin một ý kinh nghiệm nữa, đó là nếu như mà nói rồi mà người ta không làm thì em biết đó là điểm dừng. Đúng rồi. Đừng bao giờ để cho mình, tại vì khi mình làm việc mình đã mệt lắm rồi, mình đừng có để cho mình mất năng lượng hay mình bực bội vì một ai đó. Tại vì trợ lý ở bên cạnh cũng gây cho mình những cái gọi là tụt mút. Khánh đồng ý không? Nhiều khi mình bực, mình làm việc không nổi luôn. Thiệt. Nhiều khi cái người bên cạnh mình mà họ làm nhiều cái chuyện mà mình tức quá, mình làm việc không nổi, thì cái chuyện đó chị nghĩ là nên hạn chế tối đa. Tại vì công việc của mình là lúc nào cũng phải tràn trề năng lượng của mình làm. Nên thành ra chị nghĩ là nếu như mà em gặp một cái bạn, nhưng mà em nhớ cho người ta cơ hội nha, chứ không phải nhưng mà cho một lần thôi. Nhưng mà thấy người ta không được cái gì ghê, không được cho mình phải lần. Cho người ta, tại vì nhiều khi người ta quên, bản thân mình nhiều khi mình còn quên ăn mà. Nên cho người ta cơ hội, mà cho cơ hội lần thứ hai mà thấy vẫn quên thì coi lại em ơi. Nhưng mà em vẫn không hiểu là tại sao. Em thề là không biết tại sao. Xui á. Từ từ rồi em sẽ gặp được một cái người mà em cần. Nó giống như duyên số gì đó em. Dạ vâng. Giống như có trợ lý như là có người yêu vậy đó. Thì nó cũng phải cần có duyên số à. Đúng rồi. Rồi em sẽ gặp được một cái người mà họ thích công việc trợ lý và họ thích luôn cả em. Thì cái thích này đó là cái thích mà cái sự liên kết của hai chị em khi mà làm việc với nhau, mà mình cảm thấy mình cái điều quan trọng nữa là mình đi với người đó mình vui hay không. Đúng. Mình đi với người đó mình cảm thấy hợp hay không, mình nói chuyện có hiểu nhau hay không, cái đó quan trọng nữa. Trời ơi, đi chứ mặt nặng mày nhẹ sao làm gì Khánh. Đúng rồi. Đi có là tại vì ngoài công việc ra thì người ta sẽ chở mình đi mua đồ hay là đi thăm mẹ, thăm cha gì đi đó. Ta bà chỗ rồi này đi, chỗ kia rồi hả tám rồi nói chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện trên anh đời. Nói em nghe nè, ví dụ như anh mà đi xô mà ở xô tỉnh đúng không? Thì thay vì đi máy bay là khỏe đúng không? Không, trợ lý anh nói lái xe đi đường dài. Đó, thì là đi trên đường dài đi làm, vậy thì hai đứa cứ gọi là đi ta bà và nói chuyện đi đâu dừng ăn đó. Nên là cái cảm giác nó sẽ rất là vui. Và sau một lần thử nghiệm như vậy thì mình thấy là đi nhẹ nó vui hơn đi máy bay. Tại vì mình có thời gian để mình đi bên cạnh nhau, mình chia sẻ với nhau nhiều hơn và mình hiểu nhau hơn. Sao, có thêm kinh nghiệm chưa? Dạ rồi. Có đáng nhau không? Dạ toàn nhau. Cố lên. Trời ơi. Rồi thôi, bây giờ chị Mèo phải về rồi. Bây giờ chị Mèo phải về rồi, nên là bây giờ anh sẽ thay thế chị Mèo kể từ số này, anh sẽ là MC của chương trình. Rồi, bây giờ em còn cái thắc mắc hay là cái câu hỏi. Ai nói chị về? Chị mới ra cái góc kẹt đó mà em nói chị về rồi. Sao bây giờ chị mới chị báo bộ đàm cho em rồi? Bộ đàm đâu? Alo, cho ba mặt một lời coi. Alo. Cái gì bị mất sóng. Hôm nay bạn đưa 1m7. Bạn mang đến một cái câu chuyện và chỉ là trợ lý của riêng bạn thôi, nhưng mà Như nghĩ là nó là công việc mà tìm được một người bạn đồng hành cho công việc của mình, nó là cũng là một cái vấn đề nan giải. Tại vì nếu như mình tìm được một cái người bạn chia sẻ công việc để mình bớt đi được một phần nào á, không chỉ riêng cái công việc nghệ sĩ của mình, giải trí của mình, mà cả những ngành nghề khác á, bởi vì người ta mới có cái ngành quản lý nhân sự á em, thật sự luôn. Thì thành ra Như nghĩ là làm cái gì cũng vậy, cũng cho người ta thời gian cái đã, rồi mình từ từ chứ mới gặp người ta bắt người ta hiểu mình sao mà hiểu được. Dạ. Nhưng ngày hôm nay Duy Khánh với Khả Như có giúp em được phần nào không? Dạ được ạ, tại vì em cũng nghe những chia sẻ anh chị xong rồi rút ra kinh nghiệm cho bản thân của mình nhiều hơn, để sau này mình có thể tuyển trợ lý thì cũng có thể thân thiết hơn với mọi người. À bình thường em không
không thân với người ta. Em né tránh người ta hả? Đúng rồi, em tỏ vẻ em là bà chủ. Không, không, không. Thôi được rồi, không có, không có. Như vậy thì hình phạt của em sẽ là một quả bóng bay. Đúng rồi. Đây, vì biết em mặc áo màu hường nên vội đưa cho em một chiếc bong bóng màu hồng. Nó giống như là một cái muộn phiền của em á, một cái vấn đề em mang tới. Nếu như em đồng ý với tất cả những cái giải pháp nãy giờ như với Khánh đưa cho em, thì em hãy chăm chít nó để cho nó vỡ đi, để cho nó tan biến đi. Ok, 1, 2, 3. No motion man. Ồ, cung chúc tưng tưng à. Cảm ơn Vương Mét Bảy đã đến với chương trình và mang một cái chủ đề đối với Như rất hấp dẫn. Và Như tên là sau ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng tìm được cho mình những cái gọi là chút xíu mẹo, chút xíu kinh nghiệm để mà chúng ta có thể tìm được một người bạn đồng hành trong công việc. Khánh, hả? Ngày hôm nay em cảm thấy như thế nào về chủ đề? Ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui khi mà được đồng hành cùng với chương trình. Và hơn hết là em có cơ hội được gặp hai bạn trẻ cũng có những khắc khoải, ưu tư phiền muộn mà em cũng đã ít nhiều trải qua rồi. Thì em cũng hy vọng là với những cái điều mà em đã trải qua và có thể chia sẻ được với mọi người thì đó cũng là như là một cái gì đó mẹo vặt để cho hy vọng là mọi người có thể vượt qua được những cái nỗi buồn phiền đó một cách nó nhẹ nhàng hơn trong tương lai. Dạ, yeah. Quá đàng hoàng luôn Khánh. Thế còn Bu thấy như nào? Dạ, tới với chương trình thì em cũng mang rất là nhiều vấn đề á, sau mà tới được gặp chị Mèo và anh Duy Khánh thì được giải quyết vấn đề thì em cũng nghĩ là em sẽ rút kinh nghiệm và để cho mình có nhiều thứ hay ho để tuyển trợ lý tốt hơn, để không mất thời gian của mọi người. Mong là em sớm tìm được một người bạn đồng hành để mà gánh vác cái công việc của em và mong cho cái sự nghiệp của em sẽ phát triển nhiều hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn. Yeah. Cảm ơn em, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả ở phim trường đã dành thời gian cùng với Khánh, với Như, với khách mời ngày hôm nay. Chúng ta đã trải qua rất nhiều những câu chuyện. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian với Chuyện Họ Chuyện Mình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.